Xin chào tất cả các bạn. Minh Tiền rất vui được gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo của mình. Clip này Minh Tiền giới thiệu các bạn về một cái đoạn đường 23 tháng 3 thuộc thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đây là một con đường vào thời gian này là 30 tháng 4, một năm lễ giải phóng miền Nam và quốc tế lao động. Đây là một đường mà được đô thị Gia Nghĩa trang hoàng rất là đẹp trong những cái ngày này. Thì Gia Nghĩa cũng giống như những thành phố Gia Nghĩa cũng giống như những cái thành phố Đà Lạt và Hải Phòng. Đà Lạt thì được mang tên là thành phố ngàn hoa, Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ. Còn Gia Nghĩa thì có được cái tên cũng mỹ từ cũng khá là hay. Đó là Gia Nghĩa phố thị hoa vàng. Thì con đường này thời gian này là được trang hoàng rất là đẹp để chào mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Non sông nối liền một dải. Đây là một đường mùa này thì hoa vàng nữa rất là đẹp nha các bạn. Thì sau đây Minh Tiền sẽ giới thiệu các bạn về hình ảnh của Flycam. Hình ảnh quay từ trên cao, một số hình ảnh quay từ trên cao và một số hình ảnh quay từ mái ngang. Để các bạn đang xem clip, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn tất cả các bạn.